Chào các bác nhá. Nay thì em có một chuyến hành trình đi lấy loại cẩm cù nha các bác nhá. Em sẽ leo cái cây này đi lấy cẩm cù nhá. Trên cái cây này có rất là nhiều cẩm cù nha các bác nhá. Đấy. Bây giờ em bắt đầu đi leo đi cái đá này nha các bác nhá. Cực kỳ nhiều cây si chứ, cực kỳ nhiều cẩm cù nha các bác nhá. Các bác nhá. Bây giờ thì leo tới đây thì đây trước mắt các bác đây là một cây một loại cẩm cù đây các bác. Tí em sẽ lấy về nhé các bác nhá. Còn trên này cũng có khá là nhiều nha các bác nhá. Cái cây này cực kỳ to luôn các bác ạ. Đó. Trên này cẩm cù cực kỳ nhiều nha các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, trên này này. Đấy, bác nào cần cẩm cù thì liên hệ với em nhá. Đây nha các bác nhá. Đây là loại cẩm cù hay loại gì? Đúng rồi, cẩm cù đấy các bác ạ. À. Đấy, có phải cẩm cù không các bác? Theo em thì đây là cũng là cẩm cù đó các bác. Các bác nhìn này. Cái cây này này. Đấy. Cực kỳ nhiều loại nhá. Đây, cẩm cù cực kỳ nhiều đó các bác. Các bác nhìn này. Đấy. Theo cái cây này tới tít trên kia luôn. Đấy. Bác nào mà cần thì em sẽ lấy một ít về chia cho bác đó nhá. Hôm nay thì anh chỉ leo em trồng thì em chỉ leo lấy một ít về trồng thôi. Đấy. Nhưng mà bác nào cần thì liên hệ em nhá. Em sẽ lấy một ít về chia cho những bác đó nhá. Đến đây rồi các bác ạ. À. Đây. Khá là nhiều nhá các bác nhá. Đây nè, có một loại to đây nữa. Bác nào mà thích cần loại to này thì em sẽ lấy loại to nhá. Cần loại nhỏ thì em sẽ lấy loại nhỏ nha các bác nhá. Đây. Còn có một loại bình thường nữa. Đấy. Ba loại nhá các bác nhá. Loại này là loại bình thường, còn loại này là loại nhỏ. Đấy. Trên này là loại to nhá các bác nhá. Đấy. Bác nào cần thì liên hệ với em nhá. Đây. Tít vào trên cây này luôn. Đấy. Khá là nhiều luôn. Còn loại lá dài dài này em cũng chưa biết tên. Chưa biết tên của nó tên gì nhá các bác nhá. Cái cây này bữa trước có rất là nhiều quế với lại lan thủy tiên nhé các bác nhá, nhưng mà do họ lấy hết rồi các bác ạ. Đây cho các bác nhìn là quế này, quế ngay cái cành này các bác nhỉ, các bác thấy cái rễ chưa, đó có một cây nhỏ trên này nữa nhé. Đấy, cây nhỏ, cái lá nó thấy bên kia, thấy một nhỏ nhỏ bên kia thôi. Đấy. Do bữa trước người ta lấy hết rồi. Nếu không thì em sẽ lấy hai ba cây quế về nữa. Đây, còn một dòng có cù này nữa. Cũng chưa biết cái tên của nó. Cực kỳ nhiều kiến luôn các bác ạ. Khá là nhiều kiến nhá. À, các bác ơi. Cái này cũng có một cây quế về nha các bác nhá. Bữa nay thì thằng bạn vừa mới điện nên là cái điện thoại nó bị tắt rồi. Các bác nhìn này, trên này cũng có một cây quế nha các bác nhá. Đây cái quả của nó đây cho các bác xem này. Đấy, liều trên cây dễ lắm. Đây cái quả quả quế của nó đây. Đấy. Quế nha các bác nhá. Đấy, có hai ba cây quế nhà nhỏ nhá. Dưới kia cũng có bạch cầu. Tích bên này là cũng có một cây quế nha các bác nhá. Nhưng mà nó ở trên cây này cao quá. Thôi. Không lấy được. Lấy những cái mà dưới giấy lấy được các bác ạ. Cái nguy hiểm quá thì bỏ thôi. Đấy. Kiến cực kỳ nhiều nhá. Bây giờ thì em sẽ lấy một ít cẩm cù về thôi. Lấy một ít cẩm cù về trong bán theo cái làn của em nhé. Video của em hôm nay thì kết thúc tại đây nhé các bác nhé. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ, thành công trong cuộc sống nhé. Hẹn gặp lại các bác vào video sau nhé.